Tính đến hết tháng 9 năm 2023, dự án xây dựng sân vận động và nhà thi đấu đa năng tỉnh Trà Vinh đã đạt tiến độ khoảng 42% khối lượng công việc. Trong đó, sân vận động Trà Vinh đang xây dựng phần thô khán đài, còn nhà thi đấu đã hoàn thành phần thô của 2/3 khán đài. Công trình sân vận động và nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh tọa lạc phường 9, thành phố Trà Vinh. Sân vận động mới tỉnh Trà Vinh có sức chứa 5.000 khán giả. Với thiết kế một khán đài duy nhất, còn nhà thi đấu đa năng có sức chứa 2.000 khán giả. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án là trên 110 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2024.